Con yêu dấu của cha, chính cha đây, cha của con trên trời đang nắm chặt tay con, thì thầm vào trái tim con những lời can đảm. Đừng sợ hãi, vì cha đang ở bên con. Cha là người ủng hộ vững chắc của con, là người dẫn dắt và là chiếc khiên che chắn cho con, ngay cả khi bão tố cuộc đời vây quanh. Trong vòng tay của cha, con sẽ tìm thấy một nơi trú ẩn, nơi tràn đầy sự bình an, niềm an ủi, niềm vui và sự cứu rỗi. Mặc dù những thử thách con gặp phải có thể lớn lao, nhưng mỗi thử thách đều là một phần trong bức tranh lớn của kế hoạch mà cha dành cho con. Trong từng gian nan, trong từng khoảnh khắc nghi ngờ, hãy nhớ rằng cha luôn ở ngay bên cạnh, đưa tay dẫn dắt và nâng đỡ con. Con không đơn độc trong hành trình này. Tình yêu vô biên của cha bao bọc con, truyền cho con dũng khí và sức mạnh. Trong thế giới đầy những khúc quanh và sự bất định này, hãy nhớ rằng cha là tảng đá vững chắc của con và là nơi trú ẩn yên bình của con. Mỗi tiếng thì thầm của trái tim con, mỗi khát vọng thầm lặng và mỗi giấc mơ của con đều được cha biết đến. Hãy cảm nhận sự hiện diện yêu thương của cha trong ánh sáng dịu dàng của buổi sáng, trong từng làn gió nhẹ và trong mỗi giọt nước mắt rơi xuống. Con vô cùng quý giá với cha và ước nguyện lớn nhất của cha là nhìn thấy con phát triển và thịnh vượng. Khi bóng tối của sự nghi ngờ hoặc những khoảnh khắc tuyệt vọng che phủ tinh thần con, hãy ngước mắt lên và tìm kiếm cha. Cha luôn ở đây, với vòng tay rộng mở, sẵn sàng ôm ấp con, thắp sáng ngọn lửa hy vọng trong trái tim con và làm tăng thêm niềm vui sống của con. Giữa bức tranh lớn của vũ trụ, giữa những điều kỳ diệu vô biên, con đã được chọn lựa và yêu thương với một tình yêu vĩnh cửu. Ngay cả khi con đường phía trước có vẻ không chắc chắn và con bị bao vây bởi những câu hỏi và nỗi sợ hãi, hãy nhớ rằng tình yêu của cha dành cho con không hề lay chuyển. Không có lực lượng nào trong tồn tại có thể lấy đi điều đó. Trong những thời khắc khó khăn, con có thể cảm thấy lo lắng và muốn tìm kiếm sự rõ ràng. Khi con chia sẻ những cuộc chiến nội tâm của mình với cha, hãy biết rằng cha lắng nghe với sự thấu hiểu và tình yêu, không phải với sự phẫn nộ. Đừng để những tiếng ồn ào của thế gian hay những lời thì thầm của người khác làm lay động trái tim con. Con vô cùng quý giá trong mắt cha, với một mục đích huy hoàng mà chỉ mình con mới có thể thực hiện. Hãy giữ gìn những suy nghĩ sâu kín nhất của con. Đừng chia sẻ chúng một cách bừa bãi kẻo chúng bị phân tán như lá rụng trong gió. Những bí mật thiêng liêng đó ẩn sâu trong con. Cha hiểu rõ bản chất của con và khao khát giải phóng con khỏi xiềng xích của sự lo lắng, điều luôn cố gắng nhấn chìm con. Cha biết những thử thách mà con đang gặp phải và sự cô đơn mà con đôi khi cảm thấy, nhưng cha đã ban cho con sự kiên cường và sự thấu hiểu. Đừng để những bóng tối của sự tiêu cực hay những hoàn cảnh đáng sợ làm mờ đi ánh sáng của con. Con đã được định sẵn cho một sứ mệnh độc đáo, một con đường mà chỉ mình con mới có thể bước đi. Vì vậy, trong những khoảnh khắc bất định, hãy quay về với cha, lắng nghe sự hướng dẫn của cha và tìm thấy sự an ủi trong việc biết rằng cha luôn hiện diện bên con. Cha nhìn thấy những gánh nặng mà con mang khi chăm sóc và bảo vệ những người thân yêu của mình. Vai trò của con là nền tảng của gia đình con, và tình yêu mà con dành ra được cha thấy và trân trọng. Mỗi bình minh cha ban cho con là một cơ hội mới để đến gần cha hơn, để tìm thấy trong sự hiện diện của cha hơi thở và sự hướng dẫn mà con cần. Cha không chỉ muốn ban phước cho con về mặt vật chất, mà còn với sự khôn ngoan, bình an và tình yêu vô điều kiện. Bằng cách đặt những lo lắng của con vào tay cha và tin tưởng vào lời hứa của cha, cha đảm bảo với con rằng con sẽ không chỉ có những gì con cần để gieo mà còn có sự khôn ngoan và kiên nhẫn để chờ đợi mùa gặt. Cha khuyến khích con hãy luôn tìm kiếm cha trong mọi công việc của mình, vì trong cha con sẽ tìm thấy nơi ẩn náu và sự nuôi dưỡng mà linh hồn con đang khao khát. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách và con sẽ thấy ân điển của cha tràn đầy trong mọi lĩnh vực của cuộc sống con. Hãy buông bỏ những lo lắng về tương lai. Mỗi ngày có những điều riêng của nó.
hãy nhớ lại sự đơn giản và niềm vui của thời thơ ấu. Hãy đến với cha với một trái tim mở và tin cậy, giống như một đứa trẻ đến với cha mẹ của mình. Con không cần phải sợ hãi hay che giấu những khuyết điểm của mình. Cha thấy tất cả những gì con là và yêu con vô điều kiện. Cha không muốn con cảm thấy bị phán xét hay bị từ chối trong sự hiện diện của cha. Thay vào đó, cha muốn con biết về tình yêu sâu sắc và vĩnh cửu của cha, cảm nhận sự an toàn trong vòng tay của cha và sự bình an độc nhất mà cha mang lại. Cha mong muốn con phát triển trong mọi khía cạnh của cuộc sống, ngay cả khi có vẻ như những nỗ lực của con là vô ích. Hãy tin vào kế hoạch hoàn hảo mà cha đã dành cho con. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên một tương lai giàu có và hạnh phúc. Hãy nhớ rằng khi con tiến về phía trước, con đang trong sự chăm sóc của cha và cha luôn ở bên con, háo hức ban phước và dẫn dắt con trên con đường đúng đắn. Con không đơn độc trong hành trình này. Cha là người bạn đồng hành trung thành của con và sẽ luôn là như vậy. Cha là mục tử của con. Con sẽ không thiếu thốn gì. Cha sẽ làm cho con nằm xuống trong đồng cỏ xanh tươi. Cha sẽ dẫn con bên dòng nước tĩnh lặng. Cha sẽ phục hồi linh hồn con và hướng dẫn con bằng sức mạnh mới. Những phước lành và lòng thương xót của cha sẽ đồng hành với con mỗi ngày. Và con sẽ luôn được an toàn trong sự chăm sóc của cha mãi mãi. Cha ở đây để giúp đỡ con. Cha sẽ mang đến cho con sự chữa lành. Mong muốn của cha là làm giàu cuộc sống của con. Cha muốn hỗ trợ và giải cứu con. Hãy ôm lấy, tin tưởng và dựa vào lời của cha. Hãy đứng vững trong những ngày sắp tới. Cha đang chuẩn bị mở ra những phép lạ và điều kỳ diệu trong cuộc sống của con và gia đình con. Cha đã nhiều lần đảm bảo với con về kế hoạch của cha cho sự thịnh vượng của con, những phước lành tuyệt vời và một tương lai tươi sáng. Lời của cha đã được ban ra, khắc ghi với lời hứa. Cha sẽ thực hiện điều đó. Cha sẽ biến điều đó thành hiện thực. Hãy để sự bình an và niềm vui tràn đầy trong con nếu con tin tưởng vào cha. Hãy giữ vững niềm tin vào lời hứa của cha và đừng lo lắng về những sự kiện trong tương lai. Hãy từ chối những suy nghĩ tiêu cực, vì chúng chỉ cướp đi niềm vui của con, làm mờ tầm nhìn của con, rút cạn sức mạnh của con và che khuất sự rõ ràng về tâm linh của con. Hãy sử dụng đức tin của con và đi cùng cha trên một con đường tốt đẹp hơn, con đường của những cảm xúc vững chắc, của sự bình an và thanh thản. Cha biết con bị tấn công mỗi ngày. Kẻ thù muốn đánh bại con và chế nhạo sự can đảm của con, nói rằng đức tin của con là vô ích và con sẽ không tiến xa nếu con tiếp tục bám vào lời hứa của cha. Cha thách thức con hãy đứng dậy đối mặt với tất cả những trở ngại và tình huống tiêu cực mà con đang gặp phải, và bằng cách tuyên bố lời của cha, tiến lên với tất cả sức mạnh của con. Ngay cả khi con cảm thấy mệt mỏi, hãy biết rằng cha sẽ ở bên con để củng cố và hướng dẫn con trong suốt hành trình mà con phải đi. Cha muốn khẳng định lại rằng kẻ thù, kẻ tuyên bố có quyền lực lớn, không thể đánh bại con. Những lời của hắn, những cáo buộc của hắn chỉ là những lời giả dối. Con sẽ tin vào những lời lừa dối của kẻ thù, hay con sẽ tin vào cha, vị thần đã thổi hơi sống vào con. Ngay cả bão tố cũng phải nghe lệnh cha. Sức mạnh của cha không có giới hạn. Nhiều kẻ có thể cố gắng hạ gục con, nhưng chỉ có cha mới là đồng minh thật sự của con trong trận chiến này. Ngay cả khi con vấp ngã cả ngàn lần, ân sủng và tình yêu của cha luôn sẵn sàng để cứu chuộc con mỗi lần. Nếu hắn cố gắng đánh bại con, hãy biết rằng cha sẽ có mặt để củng cố con gấp ngàn lần. Và nếu con tình cờ ngã, cha sẽ ngay lập tức có mặt để nâng con dậy. Cha muốn trái tim của con tràn đầy lòng dũng cảm và niềm tin của một người chiến thắng, của một chiến binh kiên cường, người vượt qua mọi thử thách và nhận lấy phần thưởng của mình. Con sẽ đạt được vương miện, đạt được mục tiêu của mình, đánh bại mọi kẻ thù và bước lên đỉnh cao của những phước lành, với ngọn cờ tung bay và thần linh của cha bên trong con.
Cha nhìn con với tình yêu và niềm tự hào vô bờ bến. Và Cha tuyên bố với tất cả tạo vật, đây là con yêu dấu của Cha. Hãy thể hiện tình yêu của con dành cho Cha. Cha muốn con buông bỏ mọi lo lắng, sự thất vọng và nỗi nản lòng của mình. Hãy biết rằng Cha nghe thấy mọi lời cầu nguyện của con. Cha đang mở đường cho con qua sa mạc, và từ ngai vàng của Cha chảy ra một dòng sông mạnh mẽ cuốn trôi mọi rắc rối của con, thanh tẩy linh hồn con, mang lại sự yên tĩnh và bình an. Hãy sẵn sàng để đón nhận đức tin, hy vọng và sự thanh thản sâu sắc. Hãy ngừng những suy nghĩ không ngừng tấn công sự bảo vệ của tâm trí con. Hãy để Cha chạm vào những góc khuất nơi ký ức đau thương còn tồn tại, gây ra nỗi buồn và đau khổ cho con. Cha là Chúa của con, là đấng cứu chuộc của con. Cha đã tha thứ mọi sai lầm của con, và không cần tự trách hay nghi ngờ bản thân nữa. Nếu tình yêu của con dành cho Cha là chân thật và con giữ vững đức tin vào Cha, hãy từ bỏ niềm tin rằng hoàn cảnh của con không thể sửa chữa được. Cha không muốn con sống trong căng thẳng và đau khổ. Đó không phải là ý muốn của Cha để con phải nhìn xuống đất, thiếu đức tin để ngước nhìn lên bầu trời. Cha muốn con được tự do khỏi mọi lo lắng vào ngày này. Đúng là con đang sống trong một thế giới đầy đau đớn, nhưng con đã được chọn cho thời đại này. Con tồn tại ở đúng nơi và thời điểm, và dù cuộc sống của con có khó khăn đến đâu, tất cả đều là một phần của kế hoạch của Cha để hôm nay đức tin của con có thể được thắp sáng. Bởi những gì con đã trải qua, con sẽ có sự khiêm nhường để nhận được rất nhiều sự khôn ngoan và những phước lành lớn lao mà Cha sẽ ban tặng cho con. Vấn đề tài chính của con sẽ chấm dứt khi con ngừng bám víu vào những điều vật chất. Gia đình con đáng giá hơn sức khỏe và tương lai của chính con. Con cũng nên cân nhắc điều này. Nếu con tin tưởng vào tình yêu của Cha dành cho con, thì hãy yêu thương bản thân mình một cách dịu dàng và tử tế. Đừng cố gắng hoàn hảo trong bản thân mình. Những kỳ vọng như vậy chỉ đặt ra những trở ngại trên con đường của con và dẫn con vào sự bối rối. Mọi người đều mắc sai lầm và vấp ngã, nhưng hãy nhớ rằng con có Cha. Cha hiểu nỗi đau mà con cảm nhận khi con đi lệch khỏi giáo huấn của Cha và khi cảm xúc của con dẫn dắt con đến những hành động mà con hối hận. Hãy biết rằng có sự tha thứ và lòng thương xót đang chờ đón trái tim hối lỗi của con. Mỗi ngày mới mang đến những cơ hội và lòng thương xót mới mà Cha sẽ ban tặng cho con. Cha sẽ đến thăm con, gõ cửa sổ của con và nhẹ nhàng đánh thức con. Cha sẽ tắm mặt con trong một tia sáng thuần khiết từ thiên đàng, tiết lộ cho con tình yêu bao la mà Cha dành cho con. Giờ là lúc để tin tưởng vào Cha và giữ chặt lấy Cha. Con có một số phận để ôm lấy, một mục đích để hoàn thành, một giấc mơ để theo đuổi, một gia đình để trân quý. Cha tìm kiếm sự tôn kính và lòng trung thành của con. Trái tim con đã thuộc về Cha, nhưng con phải bắt đầu một cách nghiêm túc hành trình hướng tới sự tự do thực sự. Cha không ban cho con cuộc sống này để con lãng phí nó bằng cách để mình bị cuốn đi bởi những cơn gió đẩy con vào những làn sóng dữ dội. Đừng sợ cô đơn. Hãy bám chặt vào tình yêu của Cha, vào sự ân cần của Cha. Hãy trao cho Cha đức tin trong sáng của con, như của một đứa trẻ, và tin vào lời Cha nói rằng Cha thực sự yêu con. Cha trông chừng con và con sẽ không bao giờ đơn độc. Con sẽ chiến thắng khi đối mặt với những xung đột của mình. Cha sẽ cung cấp cho con mọi thứ con cần. Cha sẽ ban cho con sức khỏe trong những lúc nản lòng. Cha sẽ ban cho con sức mạnh và sự kiên trì để tiếp tục mà không bị chùn bước. Hãy để mình được yêu thương. Đừng sợ hãi. Hãy để những người chế giễu và từ chối con đi đi. Đừng cầu xin bất cứ ai. Trong sự yên tĩnh của đêm và cái lạnh của buổi tối, khi tất cả những gì con tìm kiếm là một lời động viên, một bàn tay thân thiện, một tai nghe thấu hiểu, một người nhìn thấy con mà không phán xét, Cha ở đó vì con. Khi con đến với Cha với đôi chân quỳ gối trong sự khiêm nhường chân thành,
Cha sẵn sàng cung cấp những gì trái tim con thực sự cần. Hãy đến với Cha, không chỉ vì Cha yêu cầu điều đó, mà bởi vì tình yêu của con dành cho Cha. Hãy thể hiện sự cống hiến và lòng trung thành của con. Hãy nhớ rằng không phải sự hào nhoáng của hành động của con mà Cha để mắt đến. Cha không bị lay động bởi những biểu hiện tình yêu công khai. Cha không chú ý đến những người khoe khoang tình yêu dành cho Cha trước công chúng nhưng âm mưu trong bí mật để làm hại những người được Cha chọn và những người ngay thẳng. Thay vào đó, Cha trân trọng và thưởng cho lòng trung thành thật sự của con, đức tin sâu sắc của con, sự cam kết kiên định của con. Và để đáp lại, Cha hứa sẽ hoàn thành những lời cầu nguyện của con khi con đến với Cha với tất cả tấm lòng. Con biết rõ về tình yêu sâu sắc của Cha dành cho con, không cần phải nói nhiều. Từ giờ trở đi, hãy để nỗi sợ hãi của con tan biến. Cha sẽ củng cố niềm tin của con. Đừng lo lắng nữa. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiến tới chiến thắng. Trái tim con tràn đầy bình an. Linh hồn con được ôm ấp trong tình yêu của Cha và tắm mình trong sự yên tĩnh của Cha. Đã như vậy, đang như vậy, và sẽ tiếp tục như vậy. Hôm nay, hãy để Cha dẫn dắt con đến những đồng cỏ xanh tươi, nhẹ nhàng đưa con đến những dòng suối tươi mát. Hãy để Cha giảm bớt gánh nặng trên vai con. Hãy dành cho Cha một khoảnh khắc trong cuộc sống bận rộn của con. Cha sẽ làm giảm căng thẳng của con. Mong muốn của Cha là biến những thách thức của con thành phước lành, đổi lấy nỗi buồn của con bằng niềm vui. Thực sự, Cha mong muốn ban phước dồi dào cho con. Cha vui mừng khi con tìm kiếm và ngợi khen Cha mỗi ngày. Hãy quan sát và nhận ra cách mà Cha đã hỗ trợ con. Con đã thất bại từ lâu nếu Cha không ở bên con. Hãy mở mắt và thấy những thử thách mà Cha đã trao cho con như những dấu hiệu của tình yêu của Cha. Đúng là con đã băng qua sa mạc, nhưng ngay cả ở đó, Cha vẫn ở bên con. Con phải thừa nhận điều này. Và nếu Cha đã từng giải cứu con khỏi vô số khổ nạn, Cha sẽ làm điều đó một lần nữa. Cha sẽ không cho phép ai lấy đi những phước lành của con. Hãy làm mới tinh thần của con trong những trận chiến khó khăn. Cha đã chiến đấu thay cho con, đánh bại những người khổng lồ mà con đối mặt khi con quay về với Cha trong lời cầu nguyện chân thành. Bằng sức mạnh của thần linh Cha, Cha đã che chở trái tim con khỏi tổn thương, đổ đầy năng lượng cho con trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất và ban cho con sự can đảm dồi dào khi việc đứng vững dường như là không thể. Trong những khổ nạn của con, Cha đã ban cho con ân sủng để kiên trì. Con hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc được yêu thương, vì con được quý trọng, được chọn và được coi trọng. Cam kết của Cha là yêu thương con vô tận, thể hiện lòng trung thành của Cha mà không ngừng nghỉ. Cha thúc giục con hãy mở rộng trái tim mình với Cha, mời sự hiện diện của Cha vào mọi khía cạnh của cuộc sống con, cho phép Cha cai trị trong lãnh địa của con và bản chất sâu thẳm nhất của con. Những sự biến đổi kỳ diệu đang chờ đón con, một cuộc sống phi thường đang chờ con nắm lấy. Những trở ngại sẽ đổ xuống, xiềng xích sẽ tan vỡ, và những ràng buộc sẽ biến mất khi con ôm lấy Cha làm người dẫn dắt con mỗi ngày. Cha hứa sẽ dẫn dắt con an toàn đến một bức tranh tuyệt đẹp của phước lành, một tương lai rực rỡ và sáng lạn đang chờ đón con. Cha đang thổi hơi sống vào trái tim con. Không ai sẽ đánh bại được con. Trên những đồng cỏ xanh tươi, Cha sẽ dẫn dắt con. Kẻ thù của con, không có bất kỳ lời nguyền nào sẽ đến gần con. Con sẽ không thiếu thốn gì vì Cha đã phán quyết điều đó. Vì Cha yêu con. Sự phục hồi của con đã được xác định và phê duyệt bởi Cha. Cha quyết định tương lai của con. Cha đã thể hiện lòng thương xót và tha thứ mọi tội lỗi của con. Không ai có quyền cáo buộc hoặc phân biệt đối xử với con, cũng không có quyền khinh bỉ hay chà đạp lên con. Cha đã ban cho con tình yêu và ân sủng của Cha. Con bây giờ xứng đáng với tất cả những phước lành mà Cha muốn ban tặng cho con.
hãy trân trọng giá trị mà cha đã ban cho con. Đừng nhìn mình trong gương với sự khinh miệt hay từ chối bản thân. Cha vô cùng đau buồn khi thấy đôi khi con nghe những giọng nói lừa dối, đánh giá cao ý kiến của người khác hơn tình yêu và sự quan tâm mà cha của con trên trời, dành cho con. Hãy ôm lấy những lời này, tin vào chúng với tất cả trái tim mình. Cha mong muốn thấy con thành công, vì cha đã tạo ra con, chọn con, nâng con lên và đặt con vào đúng khoảnh khắc và thời điểm hoàn hảo nhất. Sự thành công của con không bị chi phối bởi tin tức bất lợi, các sự kiện toàn cầu hay sự tiêu cực bao quanh con. Không có tình huống hiện tại nào có thể ngăn chặn những phước lành mà cha đã thiết lập từ thiên đàng cho con. Tuy nhiên, con đang đối mặt với một lựa chọn. Con sẽ đặt niềm tin không lay chuyển vào cha, hay con sẽ nghiêng về sự hoài nghi của người khác? Con sẽ bám vào và tin vào lời hứa của cha, hay con sẽ lắng nghe những lời nói dối của kẻ thù đang cố gắng làm con mất phương hướng và đánh bại con? Chúng muốn hủy hoại con. Con không được để chúng có được đòn bẩy để phá vỡ tinh thần của con. Cha muốn con cảm thấy được yêu thương, được bảo vệ, được khích lệ. Con phải sống trong sự bình an và tình yêu của cha, tràn đầy đức tin, sống tự tin biết rằng một tương lai chiến thắng và phước lành đang chờ đón con. Con theo cha, con yêu cha, con tin vào cha. Hãy nói với cha ngay bây giờ, trong những lời nói của con rằng dù điều gì xảy ra, con sẽ luôn kiên định trong đức tin của mình. Cha muốn thảo luận với con về những cảm xúc, những điều đang cản trở cuộc sống của con, gánh nặng mà con đang mang khiến con không hạnh phúc, nỗi đau mà con đã chịu đựng quá lâu, những cảm xúc mà con đã giữ im lặng trong nhiều năm. Hãy nói chuyện với cha một cách cởi mở, không cần cảm thấy xấu hổ hay do dự. Cha hiểu con hoàn toàn. Sự thật ẩn giấu của con không phải là điều bất ngờ đối với cha. Hãy lựa chọn trò chuyện với cha hôm nay, nắm lấy cơ hội để đón nhận sự tự do và khám phá niềm vui thực sự đi kèm với một trái tim không bị gông cùm ràng buộc. Con không thể tiếp tục mang theo quá nhiều gánh nặng. Sự cay đắng không nên là bạn đồng hành của con. Cha dành cho con một tình yêu sâu sắc có khả năng xóa bỏ hoàn toàn lịch sử đau đớn của con, chữa lành những vết thương bên trong của con, thay đổi niềm tin và suy nghĩ của con, và ban cho con sức mạnh và niềm vui vĩnh cửu. Hãy nhận ra rằng không phải ngẫu nhiên mà con nghe thấy tiếng nói của cha. Hãy sống hết mình, tha thứ cho bản thân, cho phép bản thân sự tha thứ, vì cha cũng trao cho con sự tha thứ của cha, mở ra cánh cổng của lòng nhân từ và sự dồi dào. Tuy nhiên, để điều này xảy ra, con phải có đức tin. Hãy nói cho cha biết điều gì đang làm con đau lòng hôm nay, điều gì đang gây ra cho con nỗi đau. Hãy thừa nhận rằng con không thể tiếp tục với sức mạnh của riêng mình. Đừng tìm kiếm giải pháp hay câu trả lời trong con người hay những thứ thuộc về thế giới này. Con cần một phép màu siêu nhiên, và điều đó con chỉ có thể đạt được bằng cách quỳ mình trong sự hiện diện của cha. Đừng quên điều này, đừng để mình bị phân tâm, đừng để mình lạc lối. Con không được sinh ra để sống trong sự buồn bã hay nô lệ. Con không thể chấp nhận việc sống xa rời số phận của mình, đầy đủ và phong phú. Vâng, hôm nay cha ban cho con sự chữa lành. Hôm nay cha nâng con ra khỏi hố sâu của cô đơn. Hãy mở rộng trái tim của con và chấp nhận, nhận lấy, ôm trọn phước lành này. Hãy chuẩn bị cho mình lòng can đảm để sống một cuộc đời được bao phủ bởi tình yêu và ân sủng của cha. Hãy đặt gánh nặng của con dưới chân cha. Chia sẻ với cha nỗi đau lòng của con, những suy nghĩ đố kỵ làm phiền con, quá khứ đau đớn và sự tội lỗi khiến con không thể ôm trọn cuộc sống. Tâm trí con là một chiến trường, rút cạn năng lượng của con, cướp đi sự bình tĩnh của con, phá vỡ sự bình yên nội tâm của con và ngăn cản con nhìn thấy những phước lành tuyệt vời đang chờ đợi con, tiềm năng lớn lao bên trong con, những linh hồn xinh đẹp xung quanh con.
hãy mang tất cả những nỗi đau này đến với cha. Đừng lãng phí thêm giây phút nào nữa chiến đấu một mình với sức mạnh yếu dần mà con còn lại. Không còn đêm mất ngủ nào nên là phần của con nữa. Đó không phải là mong muốn của cha để con tiếp tục mất những khoảnh khắc quý giá đầy tiếc nuối, tự dằn vặt bản thân vì những quyết định đã đưa ra hoặc những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của con. Cha khao khát sự chữa lành của con, sự tự do của con, để con có thể hướng về những hành động tử tế, để con có thể tập trung hoàn toàn vào những người thân yêu của mình một cách hạnh phúc và thoát khỏi xiềng xích của công việc hàng ngày. Cha biết con khao khát tự do và con biết rằng thông điệp này dành cho con. Nó đã đến đúng vào thời điểm con phải đưa ra những quyết định có thể định hình số phận của mình. Nhưng tâm trí mệt mỏi và bối rối của con không biết phải làm gì. Nhưng cha sẽ truyền đạt cho con. Dù con ở đâu, hãy nhắm mắt lại và tập trung vào lời này mà cha sẽ nói. Hãy cầu xin sự tha thứ cho những tội lỗi mà con đã phạm phải, ngay cả những bí mật mà con giấu kín trong lòng. Hãy thừa nhận những sai lầm của con một cách chân thành, vì những lời nói đẹp lòng thôi sẽ không đủ. Cha thấy trái tim con, cha biết sự thật của con, cha biết con thực sự là ai. Khuôn mặt mà con thể hiện trước thế giới không phải là khuôn mặt mà cha thấy. Người đang khóc trong im lặng, đau khổ vì quá khứ, khao khát những người đã ra đi, trải qua những đêm không ngủ thở dài vì những kế hoạch chưa thực hiện. Đây không phải là cuộc sống hay tương lai mà cha đã hình dung cho con. Hãy đến với cha, hãy tin cha, để cha ôm lấy con ngay bây giờ, chiếu sáng những suy nghĩ của con bằng ánh sáng tuyệt vời của cha và xua tan mọi bóng tối đó. Sớm thôi, với đôi mắt của chính mình, con sẽ thấy cha yêu con biết bao và những phước lành tuyệt vời mà cha sẽ ban tặng cho con. Hãy đón nhận sự bình yên và để sự kiên nhẫn là người dẫn đường của con. Trong sự tĩnh lặng của mỗi bình minh, hãy tìm kiếm sự hiện diện của cha và lắng nghe một cách chăm chú khi cha chia sẻ với con những lời có sức mạnh lớn lao trong suốt năm nay. Tình yêu của cha dành cho con là vô biên. Đừng lung lay trong hy vọng của con. Cha kiên định bên cạnh con, ban cho con sức mạnh và lòng can đảm để chịu đựng, để vượt lên trên và để tiến bước về phía trước. Con đã từng biết đến chiến thắng và sự thành công. Không thử thách nào con đang đối mặt bây giờ sẽ lấn át con. Con sẽ không bị đánh bại hay bị làm nhục. Hãy nghe tiếng cha và để trái tim con tràn đầy dũng khí. Vì trong những ngày sắp tới, con chắc chắn sẽ cần đến nó. Niềm tin vững chắc của con và sự hiện diện của cha sẽ mang đến những điều kỳ diệu vượt xa sự tưởng tượng của con. Những lời hứa của cha là tấm khiên và sự cung cấp của con. Sức khỏe của con sẽ được phục hồi, gia đình con sẽ được bảo vệ, và những nhu cầu của con sẽ được đáp ứng với sự dồi dào. Hãy mong đợi ngôi nhà của con tràn đầy niềm vui và sự phong phú chân thật, vì cha ở bên con, đảm bảo rằng con sẽ không thiếu thốn điều gì. Hãy nhận phước lành của cha với một trái tim khiêm nhường và biết ơn. Cũng hãy nhớ đến những người đang chịu đựng khó khăn. Hãy sử dụng sự phong phú của con để giúp đỡ và ban phước cho người khác. Hãy tìm cách giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Và con sẽ chứng kiến cách cha mở ra cửa sổ của thiên đàng, làm đầy ngôi nhà của con bằng sự bình an và niềm vui. Vì phước lành thực sự của cha nằm trong sự hòa hợp và ổn định sẽ mang lại thời gian hạnh phúc và một cuộc sống mới cho gia đình con. Con phải tin tưởng và chấp nhận rằng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả những ai yêu thương cha là có thể. Sớm thôi, con sẽ thấy nhiều giấc mơ trở thành hiện thực mà con từng cho là không thể đạt được. Cha, đấng toàn năng và siêu nhiên của con, luôn ở bên con. Cha sẽ chăm sóc con, bảo vệ con, nâng đỡ con hôm nay và mãi mãi. Con đã tìm đến cha, đổ lòng mình ra tìm kiếm sự hướng dẫn và niềm an ủi. Bây giờ cha ở đây để trả lời con, để đáp ứng những nhu cầu mà con đã đặt dưới chân cha. Cha mang đến cho con tình yêu không bao giờ phai và sự an ủi mà con tìm kiếm cho trái tim đang đau đớn của con. Con yêu dấu của cha
hãy yên tâm rằng không điều gì trên thế gian này thoát khỏi sự chú ý của cha. Cha biết rõ mọi thứ liên quan đến con và những người thân yêu của con. Hôm nay, cha kêu gọi con đứng vững trong đức tin của mình. Đừng dao động, tiếp tục cầu nguyện. Mỗi ngày mới, cha hứa sẽ truyền cho linh hồn con sự bình an và cho tâm trí con sự rõ ràng khi con đến với cha một cách chân thành và với niềm tin không lay chuyển. Trong những thời kỳ thử thách này, những trải nghiệm của con đã dạy cho con những bài học quý giá, trang bị cho con những lựa chọn mang lại lợi ích và sự phát triển. Con đã chứng kiến sự hỗ trợ kiên định của cha trong mọi thử thách mà con đã đối mặt. Khi cha đã che chở cho con và giữ những đối thủ lớn hơn ở xa, kẻ thù đã cố gắng làm suy yếu tinh thần của con và làm mờ đi danh tiếng của con. Nhưng con đã đứng vững, thường xuyên vượt qua sự hiểu biết của chính mình. Bây giờ cha sẵn sàng ban cho con những phước lành và phép lạ mà con đã cầu nguyện một cách say mê. Hãy đứng lên, lau khô nước mắt và đi đến cửa, vì cha đang gọi con. Hãy mở cửa và cha sẽ nắm tay con dẫn con đến nơi thịnh vượng mà cha đang chuẩn bị cho con. Cha đang truyền cho con một sức mạnh mà con chưa từng biết, ban phước cho con theo cách mà con sẽ vươn lên đến một cấp độ mà không kẻ thù nào của con có thể đạt tới. Cha sẽ không để ai làm nhục con nữa. Cha đang mở ra một cánh cửa rộng lớn đến mức con sẽ ngạc nhiên trước kích thước của phước lành và những giải pháp mà cha mang vào cuộc sống của con. Con sẽ khóc, nhưng là những giọt nước mắt của niềm vui và hân hoan, tràn đầy sức mạnh mà thần linh của cha sẽ mang đến trong cuộc đời con. Hãy đứng lên, con yêu dấu của cha, và lau khô nước mắt của mình. Hãy bước ra khỏi nhà với một trái tim đầy dũng cảm và một nụ cười tỏa sáng chiến thắng. Hôm nay, tiếng nói của cha đến với con một cách rõ ràng và đầy yêu thương. Phước lành của cha đang ở trên con. Hãy tiến lên với quyết tâm và đừng bao giờ nhìn lại. Hãy mở to mắt và tỉnh táo. Trong những ngày sắp tới, cha sẽ tiết lộ cho con một sự thật sâu sắc và con sẽ trải nghiệm tình yêu của cha theo một cách mà con chưa từng cảm nhận trước đây. Cha tuôn đổ phước lành xuống con từ bình minh, vì cha khao khát trái tim và linh hồn của con tràn ngập bình an và hạnh phúc. Hãy biết chắc chắn rằng con đang được bao bọc trong tình yêu của cha, luôn nằm dưới sự chăm sóc của cha và được bảo vệ trong vòng tay của cha. Nếu hôm nay con cảm thấy chán nản, cha muốn con cảm thấy tốt hơn. Hãy gối đầu lên ngực cha, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng mà cha đang truyền cho con. Hãy an lòng, con yêu dấu của cha. Hãy yên tâm, điều này cũng sẽ qua đi. Mọi thứ sẽ sớm trở nên tốt đẹp. Hãy ngừng tập trung vào nỗi đau của con và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hãy cảm nhận thần linh của cha đang lấp đầy con, nâng cao tinh thần của con. Hãy hát lên những lời ngợi khen đang trỗi dậy trong trái tim con, hòa mình vào dòng chảy của tình yêu của cha. Và cha hứa với con rằng gánh nặng của con sẽ nhẹ đi và mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng hơn. Cha ban phước cho con ngay bây giờ để con có thể tìm thấy những cơ hội tuyệt vời và lộng lẫy đang chờ đợi con. Con có một mục đích mà cha đã giao phó cho con, để trở thành ngọn hải đăng cho gia đình của con. Vâng, những thử thách và thời gian khó khăn sẽ đến. Chúng là một phần của hành trình và sự trưởng thành của con. Nhưng hôm nay, hãy biết điều này. Con đang được bao bọc trong vòng tay yêu thương của cha và con sẽ sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì phía trước. Đừng sợ hãi cũng đừng tuyệt vọng, vì cha đang ở bên con vào lúc này, ban cho con sự khôn ngoan lớn hơn, tình yêu và sức mạnh để vượt qua những thử thách và khó khăn của cuộc sống. Cha quan tâm đến tất cả những gì con cảm nhận và cha đánh giá cao tất cả những ước mơ mà con có trong cuộc sống này. Cha biết những giấc mơ và dự định của con. Cha cảm động bởi nhiều điều tuyệt vời trong con. Con rất đặc biệt với cha. Con mang theo mình chìa khóa của tình yêu, lòng nhân ái và sự tha thứ. Qua những hành động của con sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người, giúp họ vượt qua cảm giác tự ti và khuyến khích họ thực hiện những kế hoạch tuyệt vời mà cha đã dành cho họ.
hãy biết rằng con luôn nằm trong ân sủng của cha. Cha nhìn con với tình yêu lớn lao và cha ở đây để trao quyền cho con. Con sẽ là ngọn hải đăng trong những thời điểm đen tối, dẫn dắt những người tìm kiếm cha. Hãy dũng cảm và đối mặt với những thử thách. Con sẽ tìm thấy thành công trong nhiều nỗ lực và cha sẽ đảm bảo không ai cản đường con. Hãy giữ vững đức tin của con và tin tưởng vào sự hiện diện của cha, vì cha hứa sẽ đứng bên con, cung cấp sự hỗ trợ của cha ở mỗi bước đi. Cha vô cùng quý trọng con. Hãy quan sát cẩn thận. Điều gì đang nằm trước mặt con không phải là một trở ngại không thể vượt qua hoặc một xung đột sẽ lấn át con. Cha đang ban cho con sức mạnh thiêng liêng của cha. Hãy đứng lên, tiến lên với lòng can đảm và sức mạnh mà cha ban cho con. Con sẽ đánh bại quân đội, con sẽ vượt qua tường thành. Hãy nói với cha rằng con sẽ làm được điều đó. Cha sẽ nhắc lại với con rằng không có tin xấu nào sẽ lấn át con. Chẩn đoán của bác sĩ sẽ không làm con nản lòng. Bất kỳ mối đe dọa ly tán nào trong gia đình con sẽ không thể cướp đi hạnh phúc của con. Cảm xúc của con có thể cho rằng không còn gì để làm nữa, rằng những vấn đề phía trước sẽ vượt qua con, rằng những điều tiêu cực mà người khác đã nói với con sẽ hủy hoại con, rằng con sẽ không bao giờ hồi phục sau tình huống này và rằng con sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa. Nhưng cha đã đưa con đến khoảnh khắc này để con có thể nghe lời của cha và để đảm bảo với con rằng cha đang lắng nghe con và cha quan tâm sâu sắc đến mọi điều có thể xảy ra với con. Cha nhìn thấy những thử thách và các lực lượng tiêu cực đang tập hợp xung quanh con, cảm nhận rằng con đang trên bờ vực nhận được một phước lành quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà những rắc rối này gia tăng ngay khi con đang đến gần việc hiện thực hóa những giấc mơ của mình. Đừng để mình bị đe dọa bởi những kẻ chống đối con. Con sở hữu sức mạnh lớn hơn những gì họ có thể hiểu được. Họ nhằm mục đích làm con mất bình tĩnh, nhưng con sẽ đứng vững trong bình an, làm họ ngạc nhiên với sự kiên cường của con. Cha đã ban cho con quyền để làm lặng đi sự tiêu cực và đối mặt với những cuộc đối đầu từ những người âm mưu chống lại con. Con không đơn độc hay không được bảo vệ. Đã đến lúc làm mới tâm trí con và nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ và tinh thần của con bằng giáo lý và giới luật của cha. Cha đã nhiều lần khuyến khích con và cha sẽ tiếp tục. Hãy siêng năng và dũng cảm. Kẻ thù đang thách thức con bằng những cuộc tấn công của chúng. Cố gắng xác định ai mạnh hơn. Bất kỳ vấn đề nào con nhận thấy trước mắt, dù to lớn đến đâu, cũng sẽ không bao giờ làm hại con. Cha là đấng toàn năng và cha đang ở bên con. Con sống dưới bóng và sự che chở của cha. Cha đã rửa sạch con bằng máu của cha và lấp đầy con bằng thánh linh của cha. Cha là thần của con, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Cha là đấng toàn năng và con là con của cha, được tạo ra theo hình ảnh và giống cha. Đây là những tin tức rất tốt lành. Chúng lấp đầy linh hồn con và làm môi con tràn đầy lời ngợi khen. Bây giờ hãy nói với cha, con có thực sự tin cha khi con nghe cha không? Cha ôm con với tình yêu thương. Hãy quên đi mọi lo lắng của con. Bên cạnh cha, con sẽ luôn cảm thấy tốt hơn. Cha đang thổi hơi bình an vào linh hồn con. Hãy để ngày trôi qua với những thăng trầm của nó. Tinh thần của con vẫn không thay đổi, không sợ hãi điều gì. Dù mặt trời có đốt cháy đầu con hay mây đen có tụ lại trên con vẫn cảm thấy và biết rằng cha đang ở bên con trên hành trình này. Và ngay cả khi thế gian cố gắng lấy đi sức mạnh, tinh thần và niềm vui của con, cha ở đây để bảo vệ con khỏi sự khắc nghiệt và những bóng tối đó. Nỗi buồn của con tan biến khi con nghe tiếng nói của cha. Trái tim con, nguồn cảm xúc tuyệt đẹp, tràn đầy những bài ca và lời ngợi khen khi con quỳ xuống cầu nguyện. Bất kể con ở đâu, trong sự yên tĩnh của phòng mình hay đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, hãy biết rằng cha đang ở ngay bên con. Hãy gọi tên cha, cha sẽ đáp lại, tuôn đổ xuống con tình yêu vô tận, ngọt ngào và thần thánh mà bao quanh con mỗi ngày.
cha sẽ mở mắt con để thấy những điều kỳ diệu của thiên đàng và con sẽ nghe thấy tiếng hát của các thiên thần. Khi tiếng nói của cha vang lên trong tai con và chạm đến linh hồn con, trái tim con sẽ nhảy lên vì vui sướng, tràn đầy sức mạnh, năng lượng và sự thanh thản sâu sắc. Con biết rằng mọi trận chiến, thử thách và nỗi sợ hãi của con đều nằm trong tay cha. Không có lý do gì để sợ hãi hay rơi nước mắt nữa. Những gì đã qua chỉ là quá khứ, nỗi đau đã bị bỏ lại phía sau. Cha ra lệnh cho suy nghĩ của con không còn mang trọng lượng của những cáo buộc, tội lỗi, nỗi sợ hãi hay nỗi buồn, những thứ đã khiến con mệt mỏi trong suốt thời gian dài, dẫm đạp lên những ước mơ và hy vọng của con. Con được tái sinh ngay lúc này, và cha nhìn vào mắt con với sự âu yếm sâu sắc. Hãy nhìn cha, vì cha muốn con sống hết mình ngay bây giờ, luôn hướng về phía trước, hình dung về tương lai mà cha đã yêu thương tạo dựng cho con. Hãy hít thở hương thơm nhẹ nhàng của sự chữa lành đang nâng cao tinh thần của con và làm mới những giấc mơ của con. Hãy chứng kiến sự rộng lớn mà con có thể đạt được, những phước lành phong phú mà con sẽ bảo đảm cho những người thân yêu của mình. Đừng bao giờ nói rằng con không xứng đáng hay không có khả năng, vì những suy nghĩ như vậy sẽ làm tổn thương cha. Con có thể cố gắng làm hài lòng cha bằng những hành động hoặc truyền thống của con, nhưng điều thực sự quan trọng là sự trong sạch trong suy nghĩ của con. Hãy yêu cha bằng cả con người, tâm hồn và sự thật của con. Hãy sử dụng tất cả sức mạnh tinh thần của con để từ chối bất kỳ quan niệm nào không tôn trọng cha. Hãy nhớ rằng nếu cha tin điều đó là có thể đối với con, thì con chắc chắn sẽ ôm lấy nó. Hãy mở rộng bàn tay của con và chuẩn bị đón nhận vô số phép lạ mà cha đang sẵn sàng tuôn đổ vào cuộc sống của con. Hãy tin tưởng với cả trái tim mình. Hãy nhớ rằng, cha đã nói với con hết lần này đến lần khác. Không có gì nằm ngoài tầm tay cha. Không có gì cha không thể làm. Tuy nhiên, sự phong phú này đòi hỏi một điều từ con. Sự cam kết không lay chuyển và sự tập trung của con vào lời nói của cha, để những nghi ngờ từng làm mờ bước chân của con có thể tan biến. Cha không giống như người phàm, những người có thể lừa dối. Khi cha nói với con về tình yêu vô bờ bến và không thể phá vỡ của cha dành cho con, đó là sự thật vững chắc. Cha biết rằng nhiều người xung quanh con đã bị cuốn vào những thông điệp đen tối hơn, tin rằng cha xa cách, phê phán hoặc thờ ơ, rằng tình yêu hay phước lành của cha không dành cho họ, có lẽ nghĩ rằng họ không xứng đáng. Những lời nói dối lớn biết bao. Làm sao cha có thể không yêu con? Hãy nhìn tất cả những gì cha đã làm để làm con nhận thức và tất cả những phương tiện mà cha đã sử dụng để nói chuyện với con. Hãy chú ý đến bất cứ nơi nào con quay lại, cha sẽ khắc ghi thông điệp của cha. Cha mong muốn mắt con nhìn thấy và trái tim con biết rằng cha sẽ băng qua thiên đường và trái đất để con có thể cảm thấy yên tâm rằng tình yêu của cha là hoàn toàn có thật. Hãy học cách được yêu thương. Cha chỉ có những lời dành cho con sẽ thúc đẩy con trưởng thành, củng cố con và khắc sâu vào linh hồn con, luôn nhắc nhở con rằng cha yêu con nhiều như thế nào. Hãy quen với việc nghe từ ngữ tuyệt đẹp này, tình yêu. Hãy nói nó lên, cảm nhận nó trong trái tim con. Hãy làm điều đó ngay bây giờ và con sẽ cảm thấy sự yếu đuối của mình tan biến, thay thế bằng một lòng can đảm mới và phi thường, giống như những người anh hùng của đức tin đã cảm nhận khi họ đã biết cha suốt các thời đại. Trong giọng nói này mà con nghe thấy bây giờ, cha đang đưa tay ra với con, mời con vào một cuộc sống đầy những điều kỳ diệu và sức mạnh thiêng liêng. Con sẽ nghe từ cha, cảm nhận sự hiện diện của cha, không chỉ bây giờ mà liên tục, chứng kiến những dấu hiệu và kỳ diệu xác nhận thực tại và sự hiện diện kiên định của cha trong cuộc sống của con. Những biến đổi đáng chú ý đang trên đà đến, không chỉ dành cho con mà còn cho những người thân yêu của con, những người sẽ bắt đầu nhận ra và trân trọng những phước lành từng bị bỏ qua. Sự biến đổi này là phần thưởng của con cho đức tin mạnh mẽ của con vào cha. Cha bao bọc con trong vòng tay nhẹ nhàng của Thánh Linh.
ban phước cho mọi khía cạnh trong cuộc sống của con, trong ngày của con và trong ngôi nhà của con. Hãy tiến lên trên con đường của con với một trái tim đầy bình an và sự đảm bảo vào lời hứa của Cha. Amen.